chín rồi luôn. Mà nắng quá rồi. Mình hái một ít lá dứa chiều làm nước pha uống chanh leo với mía bày cho nó ngon. Nắng quá, cái dứa nó rất là thơm nha. Ủa, vừa đây nó đâu rồi? Đây, mình hái một ít lá dứa. Đây mình hái lá xương sông này. Sáng mình hôm nay mình có mua ít thịt băm ấy. Chiều mình quấn mình xương sông này nó rất là thơm nhá. Bạn nào mà ăn được cái mùi nó dậy mùi nó thơm hơn cả lá lốt đấy các bạn ạ. Ngon lắm. Đây, chút nữa mình quấn giò mình ăn nên là mình sẽ hái cái rau giấc cá nhá. Vườn nhà mình đấy, sân thượng đấy. Rồi. Trời ơi. Buổi trưa này nó hơi bị nắng này các bạn này. Mình hái ớt này. Ớt to không? Trời ơi, trái nó to. Đó. Hoa nó rất là đẹp. Đây rau rất cá ngon đây. Rau rất cá rất dễ trồng nhá. Nó mở mọc chi chít này. Ăn này rất mát và rất tốt cho sức khỏe này các bạn này. Cái này còn chữa được cả bệnh ho đấy. Đây, đây là các cái chậu mình trồng hồng ấy, xong rồi mình tận dụng mình trồng ở dưới. Đấy, đây đó. Rất là nhiều nhá. Hàng ngày mình quật vỏ trái cây ấy với lại nhặt rau ấy xong rồi là mình đều bón vào đây nhá. Thì rau sạch đấy các bạn ạ, không cần phải mua phân tưới hay là gì đâu. Đấy, mình ủ đất, mình ủ khoảng mấy tháng thế xong rồi mình mới lại trồng ấy. Rau rất là tốt nhá, tự nhiên không cần để thuốc tha. Đây cái cốc nhà mình. Trời ơi này. Hái một ít lá mơ. Lá mơ mình trồng có mỗi một nhánh thôi mà bây giờ nó lên cả dàn to quá. Lên nhiều quá nên là phải bỏ bớt đi chứ không nó leo hết các cây khác nó nặng quá nhá. Một ít lá cóc để ăn chua chua thơm thơm đấy. Chỉ cần lên vườn một xíu thôi là đầy đủ rau để ăn đó. Mình hái một ít rau đắng nữa này. Mùa này nắng nóng này, ăn nhiều rau là mát. Rau đắng này cũng cực kỳ dễ trồng này các bạn này. Nó mọc tùm lum hết này.
mình chỉ trước mình đặt ở trên mạng xong người ta ship ở trong miền Nam ra ấy. Đó, lên quá trời luôn. Đó. Đây các bạn này. Rác các bạn có thể làm như mình này. Mình cho vào cái hũ này. Đấy, xong là đục xung quanh nhá. Đấy. Xong rồi. Cứ thế là cho vào. Đây ớt nhà mình sai không? Chi chít này. Đấy, quả rất là nhiều nhá. Mình lên buổi trưa nó hơi nắng này. Không biết ăn gì à, lên buổi trưa để hái rau thơm. Đây. Rau này cũng rất là thơm. Đấy, rau rất thơm các bạn. Càng hái thì nó lại càng lên nhiều nữa. Chỉ mấy phút thôi các bạn. Một rổ rau để ăn. Quất nhà mình đây. Đó, rổ rau thơm mình vừa hái này. Tuyệt vời không các bạn? Đây. Xoài. Đó. Mình hái thêm trái xoài để ăn chung nè. Đây, cái ớt nhà mình đây, bên này cũng rất là sai nhá. Hái một quả xuống. Đó. Ớt ăn cùng rất là ngon. Cho khai thêm trái nữa. Ý giời. Trái xung xuê. Ý giời. Ý giời. Mấy phút nào mà có.
Chưa để được tủ lạnh ấy. Đấy, mình thái này. Các bạn mẹ uống các bé như mình uống.
Bình này của mình nửa lít đấy, 500ml nữa. Và trái vào. Cái này màu đẹp không? Các bạn dầm như này nó ra hết nữa. Mình cứ pha nguyên trái rồi nó cũng không ra hết đâu. Em bé uống nước ngon không? Mẹ có ăn thêm không? Ui, trời ơi, cầm nguyên khoanh ăn. Con không thích ăn cái này á. Thì thôi, con ăn no rồi gì? Đã no đâu mới no mình. Trời ơi, ăn hết mì rồi một trứng ốp la rồi còn chưa no nữa. Dữ vậy. Kìa. Kìa. Con đang ốm, con phải ăn nhiều để con khỏi ốm chứ. Ôi giời ơi. Thế uống thuốc chưa? Chưa. Uống đi. Ôi em bé uống nước rồi chưa? Mẹ pha chanh dây này uống đi. Mẹ mẹ chưa em rồi. Ok. Hết rồi ạ. Hết rồi ạ. Chưa còn đây. Con, chưa hết, còn nhiều mà. Ông à mẹ ơi. Con. Ui giời, em bé chưa ham. It's your ham. It's our ham. You cannot eat it. Béo siêu thế. Oh baby. Be careful. Open. No, don't. Open, open. Trời ơi, uống hết cốc luôn, giỏi thế. Oh, don't. No.
Don't bring it up. Em bé uống cái nào? Đây ạ. Ôi, rót hết vào đấy rồi xong lại rót ra. Nhìn thiển đấy. Ăn đi. Ôi giời ơi. Nó ăn đi nha con, ăn là con sẽ trẻ nha. Con biết đâu. Em bé uống. Em bé ăn. Em bé ăn đi. Em bé cũng ăn mì cơ. Em bé cũng ăn mì. Em bé ăn hết rồi còn gì. Bé ăn gì hết rồi gì. Mẹ ơi, lại đến chương trình nó nghịch rồi kìa. Nào chùa không nghịch mẹ cất bây giờ. Nem chùa con ăn chùa. Không con phải ăn nem chùa. Nghịch nữa đi. Uống ăn tốt lắm, không làm mẹ con đấy. Nói bé uống đi, uống bên này. Con để ở đây để chú ăn cháo cho mày nhé. Chả cho con đi lấy ống hút. Don't play it, baby. Drink. Drink, yeah, just drink, don't play it. Mẹ yêu ăn gì? Nóng quá. Mẹ
em bé mì tương đen ngon không? Có ạ, à, xong rồi mì tương đen của con còn phải ra váy. Ui dồi. Nó váy thử ảnh chữ nhẹ nhẹ có. Đi ra chạy đi này. Ê! Đào cho một trận nhớ. Hay là đánh cho một trận nhớ. Không đánh đâu. Không đánh đâu. Thế sao bây giờ? Váy mua để cất đi cả, con cá lấy ra mặt thì chẳng đánh đi ra đi đi ra đi. Thế nếu như mà qua nhà nó chơi thì ạ thì ở nhà nội chơi được bao nhiêu ngày đây mẹ ơi, nếu như thế thì chưa chơi... đi nên chưa biết nhá. Có ba mẹ yêu. Xin chào ba mẹ yêu. Xin chào ba mẹ yêu con. Đi đâu mà đi xem là thời gian hết bao lâu. Ba chụp ba mẹ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bán chín mì. Mì? Gì ạ? Rồi ba cái túi kia. Ba mẹ yêu. Hay là muốn về nội chơi thôi, không đi đâu hết. Có đi chơi thôi. Thế đi, đòi hỏi gì nữa? Vì đi chơi. Mà con đi chơi nhưng mà mình đi trên đường thôi. Mình còn đi chơi thì làm sao mà biết được là đi chơi ở đây hết bao lâu? Đúng không? Lâu lâu một chút. Không, thế thì đi nhanh. Một, hai. Em bé đây đây. Cho nhà mình đi xe ạ. Rồi, em bé ra nào. Wow!
burrito. Good, good. Want some more? Yummy. Like it?